Thưa cô có mẹ. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dừa Vlog. Có hiện cái đầu nhảy mắt đâu. Chu đấy hả? Nó chu đây. Có đây có cái chạch. Có chạch đấy. Anh em ơi. Có chạch nữa. Một lục bình đẹp không? Hôm nay anh em mình không phải bắt cá đây đâu. Hôm nay mình xin lên cánh đồng quê mình đây. Cánh đồng quê mình bây giờ nó xâm xê lắm rồi các bạn ơi. Toàn là cỏ không à, chỉ lúa không có. Anh em mình xin lên cánh đồng coi thử trên đây nó có gì để ăn không. Dạo này kênh mình dạo này kênh mình nó cũng bị sự cố tiếp tục các bạn ơi. Video rắn tiếp tục là bị phạt nữa rồi. Cho nên anh em nào yêu quý thì nhớ bấm kênh, bấm chuông đăng ký nha. Để dặn hai đứa là anh hai đừng có vỡ quá rồi đi bán cờ trọi một tái người ta bán giống cho em nhà này. Chú dắt bộ bán rồi. Đây là giờ ông muốn đi tù rồi, là ông ở ngoài đời. Ông muốn đi tù rồi. Sốc lắm. Mày. Mày. Rồi bây giờ anh Hải với Vũ định sao đây? Định đi đâu? Kiếm gì? Anh đi lang thang. Tao đi thấy đi Vũ. Đi thấy nãy coi thì có gì thì lụm đến đi. Anh đi kiếm ẩm thực độc lạ mà để nó thử có cái món gì không? Có món gì là lạ hú em ăn. Cào cào quên hiếm. Chắc bữa nào mình làm cái món cào cào trái tỏi quá, nó nhiều quá độ mất rồi. Cào cào này tôi cho có ăn nè. Chạp bây giờ tôi bắt hàng cái lắp mất tôi cần cào tôi cầu luôn. Cũng như là tôi cho Hải với Vũ. Vũ gì? Gì vậy? Sao vô nhà người ta? Trên đồng mà sao vô nhà? Ở gần đồng. Gần đồng hả? Làm gì? Tôi thấy cái góc ngon quá tôi chạy vô tôi hái trộm. Ở đâu? Đây nè. Hái trộm sao la to thế? Cố ông ra rồi, tôi chưa hái ông ra rồi. Hay góc ở trong nhà anh nghĩ là không được tính thôi. Chứ không bị nó ông chơi. Ông rượu mơ. Ông rượu mơ. Đây là sát qua mấy ruộng cũng tính hả? Sao? Thôi tạm tính luôn đi. Ủa? Không kìa, ông cầu có chưa? À, qua, đây bên đây bự nè, vô bên đây bự, cái đó nó nhỏ từ từ hái. Cái gì trồng gói được không ta? Chú lùng mà. Chú lùng ăn được chứ, đây chú sứ. Sứ gì to dữ. Không phải, đây chú... Chú lùng. Ờ, chú lùng. Chú lùng, chú lùng bắp chú lùng đâu ăn được. Bắp chú lùng ăn được không chú? Cắp nó gần tụi bò ở bờ ruộng, sao cắp tốt rồi nè. Cái bự ghê. Ừ. Ê, bắp chú, bắp chú trồng gói được không? Ôi! Ôi! Nó bị làm gì ăn nấy vậy? Rồi, đồ ăn đã luôn. Hôm nay cho mấy này trang gì một bữa. Và hai bếp vừa nấu rồi mình xào. Ông qua lấy hai bếp rồi chỉ để mấy ông cầu có không được mấy ông qua hai bếp rồi. Hai tiếng đồng hồ nghe Vũ ơi. Cống nước cạn quá. Có nó nguyện rồi. Tùy bữa cho nó không ăn nó có bữa. Đây bây giờ có giờ nấu với đồng ăn chỗ nào thuộc đồng ăn toàn. Trái chứ chắc đây thẳng đây mà. Cống mà có đi ngoài đồng không đồng. Rồi đồng hết rồi. Hay là một đứa câu ơi, một đứa kiếm thêm đi chứ không chịu nấu bên kia nha. Trời ơi, nghĩ sao trời. Câu cũng 10 con xem lũ tôi tìm cái khác nữa chứ. Đây. Đâu? Đây, mấy nhỏ bên hai tầm mấy kìa. À quê, hai kia. Cũng được nha. Chắc kỳ hả? Rồi là thanh niên chuyên hái trộm. Hai nào nhỏ chắc hái trộm dữ lắm ha. Khi đang đi rớt xuống cầu luôn trời. Một lắc lắc ghê á. Cầu bị bắt cầu. Bị bắt cầu. Sao qua hai rồi muốn nữa. Qua rồi muốn nữa. Ồ bà chủ chữ rồi Vũ ơi, tiêu rồi. Ấy là nó còn non. Dạ, nó đâu đã ăn đâu được đâu. Thế là khi có con gì ăn đi, kiếm con gì là màu chứ. Ẩm ẩm ấy. Ẩm ẩm dưới đây nó bị nước có ớt ương cua vô. Đúng rồi. Còn này vú còn để cái bà ấy mép kìa mình mà nói cái nó sợ nó bỏ chị nó đi về. Nhắn cái ăn cho tới nói ban tiếng thôi chứ có đâu ở quê mình mờ cái gì đâu mà. Cái đoạn đó cắt đi chứ giờ anh em mình lỡ làm vui ra thì chị hai mày thấy nó sợ nó nói. Cắt. Còn thì có kia em nha. Kiếm cái đồ mặn mặn ăn cho nó đỡ ngấy với ăn trái cây không mày lắm. Bên kia còn được mấy con rồi Hiển ơi? Được cá rô bự lắm. Cá rô bự á. Đây tôi cũng được hai con rồi nè. Từ 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 con cá rô đồng rồi nè, để tao nhìn nè. Cá rô đồng bây giờ giữ im đồng. Nó cũng hiếm lắm nha, có cái này nó cũng hiếm lắm. Sinh tồn ở đồng không đi cứ đi vô ruộng vô nhà người ta không chặt. Gì vậy? Ẩu ngoài đồng tính không? Tính. Ủa, từ. Ủa ấu gì mà ngon dữ. Thằng này gặp mùa ghê không? Không mày, hãy tao để vô nhà nữa chứ. Không, ngoài đồng mà. Ngoài đồng á, à ngoài đồng á. Ngoài ruộng mà, giờ ngoài đồng nhỏ. Để đi vũ, để coi, ồ đào nó mướt rồi chứ.
Ồ, chín rồi. Ồ, phi. Nhưng mà mày ăn đủ mặn vậy, ăn chay à? À ăn ăn lạc vậy? Ê, tôi chú lùng rồi, chú gì to? Đây à? Chú giống chú chắc à? Dạ bác không? Dạ bác đâu được. Thì bỏ tiền ra mua. Chứ sao được? Chặn luôn. Ông làm thành định nói bên kia. Ừ. Con thằng bác được không? Bác đi nhà ông chú anh á. Đây nhà sớm nay bà con tao hết mà sợ gì? Chặn đi. Có tao bảo kê đừng sợ. Đó. Chụp thứ được không? Chị Trư, chị Đông ơi. Không có ai nhà đâu, đi làm hết rồi. Làm hết rồi, cua chó. Chết. Bông lục bình. Lạ là món ngon rồi. Món ngon tiếp à? Chị sao? Bên toàn không lo bị đói sao trời. Quả quan trọng cái khả năng, cái đẳng cấp mình tới đâu chứ như sao em. Toàn lấy cái cộng luôn chứ. Cái cộng chứ sao? Bông lục bình đẹp quá ha. Bây giờ ăn bông lục bình chưa từ? Bữa tôi miễn lấy ham có bông hai đọt ăn lẩu lẩu đâu. Giờ cái lục bình để mình nấu với cá hay là mình luộc chấm mắm. Đó rồi. Ừ, bay hai lục bình đi được câu. Nhiêu rồi nè? Câu được nhiêu rồi em về tùy đứa bay người ta về tao tìm Vũ với anh Hải đó. Ô mày chưa chú? Sao thấy cái nắng này mà nó oi bất hình là. Cốc không bếp rồi ấu đồ che thôi rồi. Yếu rồi là bay bắt bữa nằm bay cũng thua, phải thắng lũ nó một bữa mới được chứ. Gì kết hợp đàn Vũ mà không đi đâu vậy? Lũ đi câu cá rồi. Mình câu cá rồi, mình không lý mình đi bắt cá nữa nè. Mình phải đi hái đi cây là mình đi qua đồ nghề coi. Đây nè, bếp nè, cốc nè. Bếp hai trộm không tính. Ẩu. Bếp hai trộm nè, đây cốc hai trộm luôn chứ. Không có trộm đâu, cốc xin đàng hoàng. Gì trên đâu anh đi đâu. Lần đầu tiên mà hai trộm lỡ rồi, cái mày nói trong kêu thâu lỡ rồi hái luôn đi. Có, còn vô đứng kia cốc còn dòm mày. Cái mày thám ra, cái mày bỏ mày chạy ra, tao chung đầu vô mày biết tao vô đi. Ông rồi, ông kêu là con đứng ở chị Vũ, cái kêu. Đúng rồi. Vô thôi, ông trèo. Ông trèo, ông đi rồi. bà bé chứ không bé là đi qua nhà chị xui trai rồi cho là vô bé con gà chạy tròn luôn á. Bây giờ sáng là tôi cho ông trẹo luôn nha các bạn, chứ đừng có chữ tôi. Anh sợ mấy pha bắt gà trộn mấy trước cứ liên ăn quan gà là nó bị phạt anh nè. Bác xem chút nữa mình nấu á, ông hỏi đâu bác trộn kia cho anh ăn luôn á. Cho anh ăn luôn nghe xem rồi hãy nói. Ông lý nó câu cá này thì dạ mình luôn, câu cá phải chia lại chứ sao. Nhưng mà đừng nói luôn. Đừng có nói đâu, để xem clip nó coi nó biết luôn. Mình ấy hết cái thịt còn chúng mày xương xương cho nó múc thử gà. Nào đi. Nhưng mà mày vô bắt ngang. Hay mày cầm máy tao không cầm đâu. Để cầm máy. Đi quay cầm máy vô luôn đi. Rồi mày với Hải đi vô luôn đi, một hai đi luôn đi. Rồi bấm máy quay rồi đi luôn đi. Giấu đi. Ông Hiển bà trò bên này đem đợi bên sao vậy? Hiển? Gì cốc ẩu rồi bếp rồi. Rồi các kiểu mà. Toàn bộ là của nhà người ta trồng hết trời. Chuối, dòng chuối. Chuối là thấy người ta mẹ quăng mình lửa. Cái này là ở ngoài sông nè. Câu nước mà nghĩ sao sao. Nèo ơi, nếu chơi vậy thà ông Hiển kia thâu đưa người đem sĩ hay bốn sĩ đi mua ăn chơi vậy mà chơi. Rồi đây tôi không có bắt trộm nha. Quay trên clip là biết bao nhiêu người thấy. Đâu hay bắt trộm rồi đó. Không mà trai thì không bao giờ con bạn bắt trộm hay là đi xin hay đi mua là cũng không bao giờ con bạn. Nhà kêu người ta rất biết mà không có. Kêu là nếu mà cố là mua sao? Kêu là ấy là con ra tiền còn có tiền. Thì chẳng lúc ê cố vô nhà là mua sao? Bây giờ nói hay là nếu cố vô nhà là mua hay là sao? Mua. Quá vậy trời. Quá. Nói chung là anh hôm nay anh hơn người ta không được. Bây giờ mình bổ qua chuyện đây là bằng cùng sinh tờ tại Hanh này. Anh không biết làm gì để mà kiếm sinh sống. Anh thua quá bỏ đâu. Để nói nè clip hôm nay nhìn Vũ là nó lấy đồ lấy đây mà đừng nói tự ăn kép nó hơi nặng, nó gọi là lấy thôi, lấy trộm thôi, đừng có nói ăn kép tụi nó nghe. Thằng Vũ đó với anh Hải là hôm nay là đâu mượn. cái đây là mượn trộm mà không tôi mượn để nó có phát hiện là ông Hiển lên tiền bây giờ để nhờ anh em khán giả coi tự nhận xét tự cho điểm là phi đầu thắng mà phi đầu thua là anh em khán giả biết liền luôn không. Nhưng mà anh chấm điểm là phi Vũ thua rồi hôm nay thì chấm điểm thua lại bên tôi cũng bếp rồi cấp người ta chưa hồi sáng đây lực em giao là sao ta tự kiếm đồ ăn mà chưa thu hoạch cái đêm chầu cấp thu hoạch công tôi xin chua ấy là hoàng em Hiển đứng ở giữa này bây giờ Hiển tự nhận xét phi thôi để anh
nói để nói. Bây giờ nha, tạm gác cái chuyện lấy đồ đi một bên nha. Thì hôm nay chắc chắn là bên Vũ thua rồi, do Vũ sáng giao lực là lên đồng rồi là kiếm đồ ăn, mà Vũ nó kiếm kiểu này kiếm kiểu này kìa. Bây giờ Vũ lên núi kiếm đồ ăn. Có thầu chứ. Lên núi kiếm đồ ăn rồi dạy được chứ rồi đồng. Tại sao tôi kiếm được? Ông có hai cần câu mà sao? Sao mong tự làm cần câu, câu tụi tự làm mà sao mong làm theo? Hôm nay Vũ được gà, là coi như thua không tính nha. Con gà loại, còn Vũ được mấy cái này nè. Bếp cốc ẩu. Cái đầu đây là cũng tạm tạm. Mà giỡn chi bây giờ anh em thông cảm cho tôi chứ giờ đi qua nén mà trên đồng mà nó nén muốn bẻ cái đầu luôn. Giỡn đâu ha, làm đầu đi. Chút đậm đạm nó phỉ. Rồi thôi làm chút ẩm thực đi, đậm đạm chứ em. Vũ nó ăn chè nó ăn. Thôi vậy bữa sau đừng có bắt phi chai đồ chai nó hiếm hơn. Phi kia thua đâu mà xé ba bữa liên tiếp mà còn chai gì nữa đại. Xé ba bữa đại. Bấm bấm đẹp ơi, chẳng bấm đẹp cũng không. Đây là làm món luộc chấm mắm nêm không Toàn? Ủa để cái bông lại chứ sao ké. Ủa lại phi tôi trả. Ủa luộc nhỏ nhỏ chứ dài sao em? Đúng rồi nhớ. Kẹo nhú, mình có gà được rồi. Em có gà được rồi. Bếp đây con. Mình bắt nước đi, mình bắt nước. Bắt nước này, bắt nước này. Bắt nước lên rồi làm gò chứ. Rồi anh em ơi, cũng trưa năm rồi. Qua xem món có mấy đầu bếp. Hiện đây món tụi hấp dẫn không? Đây. Món gì là cá rau đồng kho chua chát chứ lá nghệ tư. Tí nữa cái nồi cơm này kho nó chua chát với lá nghệ tư. Đúng rồi. Lá tí đây nồi cơm lên nó có cùng cháy với nè. Là sao mà hấp dẫn bạn đây? Rồi luộc bát. Đơn giản rồi hả? Cái đây hoài mà hấp dẫn trời. Ăn hoài. Hoài hấp dẫn trời. Có ở đâu có ăn hoài. Trời nghĩ sao trời. Ngày có đây mấy chán này có chứ chát ở đây từ giờ mới ăn chưa? Mềm đúng không? Ngon lành luôn. Wow. Chứ chát nó rụt ra vậy hả? Nó mềm nó mới ngon chứ. Tại vì kiểu mình chuối mà. Mình rất thơm nha. Rất thơm mùi nghệ nè ơi. Rất thơm mùi nghệ. Không khô như vậy. Không khô, không khô. Nước còn nhiều lắm. Cơm thì khỏi nói luôn, cơm cháy trong miệng. Đừng lên ăn khê. Bữa nay một cặp cơm. Bữa nay mình lợi dụng cái nước gò á, cho mình xin chút lợi dụng á. Luộc nước lợi dụng rồi. Anh em mình đang thấy đầu cơm luôn. Sao anh ai? Dạ mà bữa mới cái xanh cua với mực bắt cái ké xèo dạ cái giật lại. Dễ dê luôn các bạn ơi. Cái nước này lên mỏ mà. Wow. Bắp thơm á. Đúng rồi, bắp hay trộm thơm sao vô ha. Mời tất cả anh em vào ăn cơm trưa nha. Vừa lòng đói bụng. Gà quê mình sao thơm dữ ta. Đúng rồi, thơm mùi nếp. Wow. Không, đói bụng chắc mời cả nhà quá. Anh em cảm ơn nha. Dùng bữa cơm trưa nha. Mời mấy anh, mấy chị em đến sân động quốc gia của Sơn Dương ha. Qua nồi cá nè nghe. Cả nhà ha. Tiếp cận đây nghe các bạn. Bếp nhiều món ngon. Còn nồi cá này. Đúng. Còn nếu cá đồng mà kho với chua chát là cực ngon với lá nghệ tư. Đúng là bữa nào mà anh em mình cứ vất vả là ngon. Mà anh em nha. Vất vả là ngon đúng không Vũ? Vất vả là ngon. Chấm nè. Đây muối ớt với vỗ cốc nha các bạn, với lại quýt. Em bỏ quýt giống như mấy đêm ở ngoài miền Bắc được trước anh ở Sài Gòn có người chỉ ăn món này nè. Mấy bữa chú thấy chanh không ngon mày cái vỗ cốc giả vô à. Thơm. Giả vỗ cốc luôn. Để view độc lục bình nữa đây. Giả vỗ cốc luôn. Wow, lục bình cái màu đẹp quá Toàn ơi. Rồi da kinh khủng. Yeah luôn. Ở nhà miếng bèo lục bình nha. Bếp nó đủ đủ chưa nó cũng ngọt ghê đó. Mà chú bếp giờ là ăn được rồi đúng không? Thôi mời anh em nha. Mời đợi rồi cái món cá rô mà nấu chuối này á. Nhưng mà anh đề nghị đồ bạn là bữa nay ăn ngon nhưng mà bữa sau không được chơi ăn trộm nữa nghe chưa? Sáng đâu vào không được ăn trộm. Ừ lần sau giao kỹ hơn vậy đi vô trọng tài á. Làm vậy mấy con mấy em nhỏ biết chứ sao không? Chạy cái đai trâu về như vậy tao nói trước thì đây mình trai gọi là mình phải mình lớn mình suy nghĩ sao cho nó hợp lệ cho này. Đúng rồi, ngon rồi. Wow. Đúng rồi, bắt trộm ngon thiệt. Anh em kìm thêm ớt à. Chân lý đi ra đường mẫu lần ra đường cái vợ với ba mẹ vợ con đi bữa nay anh ra đường đừng đâu giờ cho em món lục bình này. Mình chấm với có khô đây chú khô tộn khô chuối à. Chứ hột không các bạn. Lục bình cái màu đẹp ta. Mời anh em nha. Gió thấy tay nghề tôi càng ngày càng cao đúng không? Bữa nay bên Toàn làm cái món gà kho chú chát với la nghệ chứ. Gà đâu có chứ. Mà kho chú chát vậy. Gà nè, gà chấm muối cốc nè. Mời đây mà. Con đã. Muối cốc mà. Cảm ơn. Đây ăn qua ăn lại được mà. Thôi làm mày giao lưu anh em qua lại cái món của bên kia thôi ngon. Đây, ăn gà. Đưa cái đùi lên cô tới. Không, em hầu giờ em ăn cà bát đậm. Hầu nhỏ ăn như bom mà bây giờ mà. Bây giờ không ăn cà bát đậm lớn rồi mà. Em nhỏ ăn gì vậy? Em ăn mà. Đẹp không?
làm béo ăn được không? Được, cuộc chơi đây được. Vũ cũng làm món cá đi, thấy món cá thèm sao mà đậu cái đùi gà ra. Để tôi an toàn làm chung. Không, đây ơi, tôi không ăn cờ, đang ăn cờ bắt trộm. Ừ, đúng không? Ăn cờ trộm người ta quở. Bếp thơm đúng không ạ? À, ăn cơm đi, ăn cơm đi hả? À, mà này bếp như... Cho miếng cơm ăn có kìa. Ồ, gà nó ngon. Cắm chấm cái mùi cóc xong nó cũng ngọt ngọt thơm thơm nha. Ồ, để ăn. Ăn phục cầu rồi đẻ. Bếp nó vừa non luôn ta. Mà bây giờ mày ăn cái vỏ cóc giả chưa? Chưa. Mọi người thấy tôi mà. Mà anh em nha. Ăn cơm này. Ăn ra này bếp này. Gần mối bếp ngon quá. Ừ. Thôi để tôi làm thử đó. Em phi đầu bạn thử ngon. Chấm muối vô, chấm muối vô đều. Đó chứ. Muối. Rồi chứ ngon. Quá bụng quá. Mày chấm thử cái muối mơ cắp kìa. Vũ làm cái món này nhớ là trước tôi ăn một lần rồi. Kiểu là huyết mà bèm nhỏ rồi làm muối ớt á. Mấy anh em dùng ngoài ăn cái ngoài. Mời anh em nha. Cho có nha. Ừ. Ăn đi. Ừ. Có. Gà ngon. Từ hồi giờ tôi cũng chưa ăn có khô gì chú chán à. Làm miếng rồi, làm miếng thôi. Không, nó ngọt lắm. Không, gà ngon đâu. Phê không? Hỏi bàn cãi luôn. Gà bắt trộm nó ngọt lắm, dẫn nào. Rồi là vô, biết không? Vô chắc là Vũ với Hà được cái chả nó... Xuống đùi. Xuống đùi ra, nó ngọt cái đùi ghê qua đầu luôn. Ừ, nước còn còn nước à. Gà chán bếp sao? Con gà mà bình thường á. Thôi tắm đi nữa đi. Wow. Chạm mày lấy ra chợ mua là này một chỗ. Ăn nó ngon mà gà được. Rồi chạy đuối ra xuống đùi rồi. Thịt dồn về hết. Sang thịt ngay. Ừ. Xin lại. Cái gì đó? Chú chán ăn ngon. Ừ, cái món bếp này ăn vô chạy bệnh bá bệnh đó. Chạy bá bệnh luôn anh hai. Nhưng mà món có cá kho chú chán là toàn học đâu mà anh thấy là sao kho nấu hoài thôi mà nãy ăn hoài mà. Thấy có vị hấp dẫn chứ không phải là không hấp dẫn à. Nhìn cái đùi nhìn thịt nước đã gà mái ăn nó ngọt hơn gà cừu ha. Gà mái ngọt. Có thiệt tình hồi sáng thì chưa ăn vậy luôn á. Đi hoàng sáng giờ đó bọn mình ăn xô ra chứ mình nấu đây là cái món dân dã nhưng mà con gà nó vẫn ngon hơn của mình nữa toàn ơi. Con gà phải ngon chứ. Đây mấy dùm cầu cá ngầu chỗ anh chưa vỗ được. Kém đầu chút xíu nữa, kém xuống dưa kia đâu. Sao còn chỗ ăn đi bắt lọc bình rồi đi bắt cào rồi đi lậu bụi đầu bờ mới câu được. Nếu em chuẩn bị không câu có là dùng lắm bắt cầu cào. Mình Vũ phát thích cười nhất vào sáng cái bà kia bà ra bà la bà cười này chứ anh dị quá điều hay. Giờ tao giáo vậy luôn. Tao không dám đi luôn. Lúc đó, cái đoạn mang hai bếp phong. Đó tôi thấy mà. Tao nói kêu bà kia bà. Tao để đứa nhà tao giao bò tao cầm tao đi cái đè tao quét chứ. Bà tưởng là bếp. Bà tưởng là ai á chứ còn chừng xe bà biết tôi bà đâu có lo đâu. Bà chữ không mẹ. Mày đi đâu mắt mà bà biết mày. Xe đâu nói nàng gì đâu mà. Ê cái bếp chắc ngọt lắm nè. Cái bếp ngọt bắt đầu. Con theo bếp. Đây làm thử cái nước còn cái nước đang thấy hấp dẫn quá. Ủa cái rau bự cái đâu. Cái rau bự nước đúng rồi. Dành á. Cái nước gà đó cái đây là ăn ngon chuối này. Đúng rồi. Cái đây là mình kho cái rô ngon thôi còn cái lép đồ bên này. Cái lép đồ mấy cái kia kho ngon không? Được hết, cá đồng mà ngon rồi, cái miếng cá đồng. Đó. Bây giờ anh muốn luộc bắp ăn ngon á. Bên em ăn cơm ha. Anh thi trên một con gà đi. Anh đáng gà anh bỏ vô luộc bắp ăn bắp bỏ con gà. Ngon lắm á. Có khi nào anh nói hầu giờ anh đi mình chơi ăn mình xét thử mẻ mẻ mà kho. Lục bình chấm thấm ghê thôi. Giòn giòn. Ủa. Vậy đâu bình ngon nha sao mình không chịu mình lép mình luộc ra ăn bé. Nhiều hả? Cái làm vô người ta luôn. Rồi. Anh em đợi ăn cơm. Ngon. Hồi sáng cũng đói bụng ghê chứ không? Chán chưa ăn luôn mà. Bếp nó ngon quá trời. Ăn có bằng một bình này ăn chắc nghĩ chứ có chất lượng à. Bổ. Không. Cái nồi lâu đem mình đi về nó mệt vậy ăn nó ngon. Bữa nay anh em mình lên rừng á, mình xin tồn tiếng nó mới đã. Ăn với miếng phê. Tại thứ em muốn bếp em ăn chạy bao bệnh đó. Ăn cơm hai bụng sáng chưa ăn gì mà. Cho nên nhai luôn cũng được. Nó chưa ấy, nó còn cứng. Cái mềm mà. Cái gì anh này? Bếp em. Ăn cua luôn hả? Bếp vừa tắm tắm nhà cua ít ngọt á. Cái bếp vừa tá luôn á, chín vừa tá luôn. Bếp đây bếp còn non mà cỡ giờ là luộc em mới ngon nè. Đây nói chi vậy á? Chị bếp. Cái bà luôn. Cho anh em coi cái mỉ của Toàn với Tạm nha. Còn cái nước. Nó xíu không à? Còn cái em mày bỏ chú chát nhiều vô. Chú chát thấm ăn ngon. Ngon mà. Chát không ăn lã phải không? Chứ mà cỡ vậy có cái ớt mưa cóc này ngon cái nào thơm không? Ăn với chanh là... Chán mưa cóc là ở miền Hòa á. Xe ra ngoài chẳng, chẳng thấy gà ngon không? Ngon ngọt. Gà ăn ngọt. Không phải do anh mệt ăn ngọt chứ có đậu ngọt giống như gà thường. Đâu, cái gà đây. Gà mái mà chắc người ta thở nhiều á. Người ta nuôi ở đâu cho ăn lúa, ăn bếp vậy chứ không cho ăn ba thực phẩm. Cái nhà ở bà gần số mình nè. Nhưng mà đừng có nói ai biết là mình bán ăn. Ở bên kia hả? Biết người ta coi clip đem tiền trả người ta chứ. Thì ấy là biết cái trả, nếu biết thâu à. Thầy cũng trả. Trả nào nha. Để anh Trạm đi. Trạm. Báo qua clip xong rồi rồi ấy mày rảnh mày chạy lên mày đem tiền trả cho tao nghe. Đưa tiền đấy. Đâu ơi, nhà đó bà con nhà mày mà, nhà chú Bình nè. Ừ.
À. Tính ra ký rồi quy ra tiền thôi chứ đâu. Nắng có căng không? Nắng có căng không? Cái máy hả? Cái máy. Đưa nó trăm. Bắt trộm mà căng. Mình đổ thử chứ. Còn trăm màn ký mà. Nó ngon tuyệt vời. Bếp gà đúng không? Vâng. Nói chung hả? Cái nào cũng ngon hả? Lâu lâu bữa cơm trưa ngon. Vũ hôm nay thua cái pha đi do đi ăn trộm nhiều quá. Còn toàn nó tự lực cánh sinh thôi. Nhưng cũng khá là vui. Ngon. Ngon. Anh em ơi, mình xin tạm dừng clip đây nha. Sau rồi bên này có mình câu nó cũng dễ có cho nãy cũng được chục con, chục mấy con nha. 11 con. Nói chung là cái gì mình tự lao động mình làm ra. Đúng rồi, không tám luôn. Không này là mày xong ấy như xong hai cái gì. Vậy là, bây giờ tao mới biết á, bởi hôm người ta kêu là những cái đồ ăn trộm là ăn lúc nào ngon mà bữa nay tao ăn tao thấy mới ngon. Thật sự á, giàu đâu có biết đâu. Chào anh em. Chào anh em. Nhưng mà ngon nhất là vẫn ăn trộm. Trộm ăn cái đùi mà. Đúng không?